gì đây? Một đống rác luôn. Cái gì 14 thế này? Ai là nhân viên phụ trách cho cái này vậy? Ủa, có chuyện gì mà ngài hét lên thế thưa ngài tổng tư lệnh? Mấy cái đống rác này là sao đây? Sao bừa bãi thế này? À, đây là những cái món đồ mà chúng tôi dự định sẽ trang trí phòng cho những con SCP ấy mà. Hình như hôm nay nhân viên cấp D nghỉ rồi thì phải. Được rồi, cậu hãy thế anh ta làm việc này nhé. Cái gì? Hôm nay tôi lại làm nhân viên cấp D nữa à? Được rồi, mặc áo này vào rồi làm việc đi, tôi sẽ có thưởng. Ôi không, lại phải vào phòng của tôi SCP này rồi. Cứu tôi với, cứu. Ok, hello xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với cô mình. Mình là Zaki đây. Thì hôm nay là mình sẽ trực tiếp Minecraft ngoại truyện. Thì bạn thấy đó, thì mình lại làm nhân viên cấp D tiếp. Và hôm nay công việc của mình là gì? Đó là trang trí lại phòng và nâng cấp lại phòng cho tụi SCP này. Ngài được lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đổi nước của SCP 294 nha. Bây giờ là mình sẽ đổi nước, mình nghĩ mình sẽ đổi nước hồi máu đi. Long regeneration nè, được đấy, cái này được đấy, đấy. À, mình lấy thêm cái này và lấy thêm cái healing đi, rồi xong. Ok, ủa ông nội dưới đây vậy? Hình như ông nội hôm qua đến chơi phải không anh nè? Ông chuẩn bị đi về nhà đây, tạm biệt chú nhé. Ôi, tạm biệt ông nội. À, mong một ngày nào đó sẽ gặp lại ông nội. Hu hu, đi nào. Tèn tèn, thằng máy này gì mà bị hư rồi phải đi thang bộ đây? What the hell? Được rồi. Xin chào mọi người, xin chào. Ôi, chúng mặt rồi, từ để giáp vũ khí đã, sợ bị nó đấm lắm, đấm đầu lắm. Được rồi, giáp gì ngủ ra. SCP 173. Bây giờ là mình trang trí nó bằng mấy cái camera phải không? Đây là máy dọn phân à? Ok. Và phòng của thằng này có vẻ nguy hiểm đấy. Hy vọng là nó sẽ không làm gì mình. Ok. Ôi, dịch chuyển này kìa, dịch chuyển này kìa. Mình sẽ đặt cái máy dọn phân ở đây. Mình nghĩ camera này sẽ đặt bốn góc các bạn. Sẽ nhìn liên tục vào nó khiến nó không phải di chuyển được phải không? Ok. Ở đây. Nè, đừng có lại gần tao. Đừng có lại gần tao. Ok, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ok, đứng yên. Đó, nó đứng yên rồi kìa bạn, thấy không? Đó, nhờ cái bốn cái camera nhìn xung quanh nè. Và đây là máy dọn phân, thấy không? Rất nhiều cái hay. Rồi, mình sẽ đi lùi lùi ra. Mình không thấy đường mới sẽ đi lùi đây. Ok, đi qua đây nè. Ở đây, lùi lại, đi ngược với. Ok. Nó làm gì ra ngoài cửa được phải không? Nó cao quá mà sao ra cửa được. Lêu. Rồi, hôm nay sao? Ui, chóng mặt quá. Phòng này cái ảo giác này bạn. SCP 087 cầu thang nè. Chỉ cho một cái đèn thôi mà nghĩ là mình sẽ lắp đèn vô xuống cầu thang để nó sáng hơn. Tại vì tối quá nhân viên sẽ xuống và sẽ bị thương phải không? Rồi, mình sẽ gắn đèn vô đây. Mình nghĩ là mình sẽ gắn như đây nè. Đó, cho sáng trưng như đường hai bà trưng luôn. Đây, sáng trưng luôn thấy không? Thấy không? Rồi, đây. Ở đây không sống có gì vậy? Ok, mình sẽ đặt ở đây. Đó, ôi. Thằng này ghê quá. Ơi, đẩy cho mày sáng đây luôn. Chết nè, đuổi tao coi. Ui ha, đâu? Ơ, tao đùa thôi mà. Đánh gì ghê vậy mày? Mày chết nè, SCP 087 nè. Ui da, đau quá. Ui, đuổi mình ra tận đây luôn. Ôi không, lần đầu tiên mình thấy ra ngoài đường rồi. Ôi không, vô lại. Xuống đi. Xuống lại đi. Ok, ra ngoài thôi. Lêu, cút đi. Hình như nó quay lại á, quay lại đi. Nó nhìn mình hoài, thôi đóng cửa lại đi. Ghê quá, thằng này bị ám nặng rồi đó. Phòng tiếp theo là phòng của SCP 1048 nè. Rồi giờ thử vô phòng này coi có gì đây. Có rất là nhiều lỗ tai. Mà nhiều cái khung nữa. Và một cái chai thuốc gây tê liệt. Còn đây là những cái iron block. Mình nghĩ là mình sẽ lắp những cái lỗ tai này vào để nó có thể bơm thêm lỗ tai. Lỗ tai giả gì mình không biết nữa, nhưng mà gắn vô thì nó sẽ đỡ phải đi ra ngoài và quậy phá nhân viên, ăn cắp lỗ tai của nhân viên kiểu vậy á. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây nè. Còn đây là cục sắt các bạn. Thì nó sẽ không thể, nó đánh mình không? Ui, đánh mình luôn kìa. Thì những cục sắt này á thì nó sẽ không đập sắt luôn nữa. Ok, mình đập thì đây hồi đừng đánh tao đâu mà xây tường đây đố nó quay được á. Đây cho mày cục sắt nè. Mình nghĩ mình sẽ vào đây đó, mình sẽ để cục sắt ở đây để cho nó ăn dần phải không. Còn đây là những cái lỗ tai. Ôi ghê quá, mình sẽ đắp lỗ tai cho nó đây. 5 6 đó, mình sẽ bỏ lỗ tai vô nha. 1 2 3 4 5 xa quá
Làm sao bây giờ? Sao lên đây? Ôi không. Ôi không, hả cho nó luôn đi. Rồi, cuối cây tê liệt nè. Đâu rồi, mày đâu rồi đây? Quăng vô nó một cái. Xong, rồi, lắp vô. Đó, xong rồi. Phòng bên đây là ngoài. Ui, SCP 096 nha, không được nhìn mình nói nha. Hai lần trước mình nhìn mình nói là mình bị toan rồi đó. Rồi, bây giờ cho nó thấy nó ngồi tội nghiệp các bạn. Rồi tự nhìn là sao đi. Đó, thấy không? Đó, nó ngồi rất là tội nghiệp nên mình sẽ ra cho nó một cái bàn. Cái bàn để có gì nó ngồi phải không? Ok, không được nhìn nha. Không được nhìn. Ok, nó không biết mình đâu. Mà để cái bàn ở đây. Đó, để, ui. Ủa mình sao tự nhiên ảo giác thằng Lâm vậy? Còn ảo giác không? 2, 1, 0. Hết chưa? Hết ảo giác chưa? Hết rồi đó. Ui. Đó, mà sẽ để hai cái bộ bàn ghế dưới đây. Nó đâu rồi? Ui, nó sau lưng mình kìa bạn. Nó nhìn mình kìa. Mình chỉ cần quay lưng lại thôi. Nhìn lại nó là nó sẽ đánh mình á. Ok, từ từ nha, từ từ. Bình tĩnh. Rồi, chở đang hot dog. Và cái này là cái gì đây? Đây là cái bánh kem hả? Không biết bánh kem bánh gì nữa đây, hot dog nè. Ok. Rồi, đi ra ngoài làm sao để nó không thấy mình nha. Quay lưng lại, quay vô đây. Đó. Thấy mình chưa? Thấy mình chưa? Ui, ghê quá, nhìn thấy mình kìa. Ok, ok lại. Rồi, an toàn. Và đây là phòng của SCP-049. Ui, tủ sách đâu hết trơn rồi. Hình như là ngày tôi mới lệnh dọn ra rồi. Thì cứ 2 tuần á, là sẽ vô đây dọn sách cho thằng này một lần. Ok. Ui, còn pizza nè. Quên đem vô thằng kia rồi, kệ đi. Để pizza để trong chú ăn luôn. Ông chú ăn đi chú. À, đây, pizza đây. Ê, đập vô luôn. Ở đây là phòng SCP-049 nè. Ôi, nhiều sách vỡ quá. Ok, để mình vô coi thế nào. Cho tôi vào. Ok, đây rồi. À, tủ sách đâu? Tủ sách đây. Mình sẽ để tủ sách ở đây. À, hướng nào là hợp ta? Mình nghĩ là hướng này là hợp nè. Đó. Đó. Và đây, xong. Quá hợp luôn. Đây là hai cái kệ sách. Để giữa đi. Còn đây là một chồng sách. Để đây. Và đây là một cái notebook. Để đây. Đó. Và đây là một cái một đống sách. Để đây. Sao nhiều sách vậy? Ông này đọc hết vậy? Đây. Đây là Batman gì đây? Robin Hood nè. Cái chữ gì nè? Đây là action comic, chuyện tranh hành động mà không biết là chuyện về cái gì nữa. Rồi. Bye bye ông nha, tôi đi đây. Được rồi, đi qua phòng này coi. SCP-953. Ui, ảo giác nó kìa. Được rồi, phòng của SCP-953. Đấy, coi cái gì đây? Ồ, những cái món đồ trang trí của Hàn Quốc gì nè mà hơi giống Nhật Bản, không biết có SCP-953 có phù hợp không nữa, nhưng kệ đi. Đây là cái gì ta? Đây là những cái màn phải không? Kiểu như là cánh, giống như cánh cửa, mình không biết gọi là cái gì nữa vậy. Kiểu như là cái nhà tranh nè, cửa tranh nè, trang trí phải không? Đó, toàn bút vẽ không à. Lắp vô đây, đó, phòng đẹp luôn. Đây bên đây một cái, bên đây một cái. Ôi, ảo giác kinh quá. Thề luôn, cái ảo giác này ghê luôn á. Rồi, ở đây một cái nữa. Rồi, mình sẽ để một cái shrine. Đây là một cái đền thờ hả? Bàn thờ để thờ cúng cái gì hả? Nhìn giống không? Hay là bói vậy phải không? Xem bói, xem quẻ vậy nè, đó. Một cái quậy, cái quay để làm gì nè, thấy không? Đó. À, được rồi. Đó, có bàn ăn xem TV luôn à. Rồi, bây giờ sẽ đưa cho cô. Trả lại nè, rồi xong. Xong phòng này rồi. Ghét ảo giác này luôn chứ thề. Rồi, SCP-935 chứ cái thằng này á thì nó rất là nhiều chuyện để xem. Không biết vô đây thế nào. Ô, thuốc gây tê liệt nè. Bây giờ là mình sẽ vô và quăng cho nó một cục thuốc. Ê. Nào. Mày nè, ui đánh mình lại kìa bạn. Ui, đau. Quăng cho nó cái nè. Mày nè, ui đánh đầu quá. Uống hồi máu đã. Đánh đầu đấy. Rồi, bây giờ là nó không thể cái động được hết bạn nè. Hiền như cuốn luôn. Này, mày nó hiền quá. Mình giờ nó không có cái động được mà. Đánh thủ đi. Bây giờ tranh thủ lắp cái máy kính này vào. Nó sẽ không thể chạy được trốn nữa đâu. Hè, này. Cái kính này đó gì ta? Sao lại kính đen? Nó là kính đen để nó khỏi nhìn ra ngoài á. À, khỏi đỡ làm phiền người khác, thấy không? Đó. Trong cái kính này mà quá dễ dàng luôn. Không ai có thể bắt được nó hay là nó hay thoát ra ngoài ha. Rồi, bây giờ là sẽ đi đây và đây. Đó. Nào, chịu khó ở đó đi. Hình như là mình không đánh nó lại mình bạn. Ui đánh mình đau kìa, đau. Đau. Thằng này đánh hay ghê đấy. Rồi. Ở đây một cái. Bụp. Xong. Hết đường nha. Ha ha. Rồi. Đèn cửa kính luôn. Rồi. À, còn lại 3 phòng phải không? Đây là phòng của SCP-131. Ui. Làm gì đây?
Cái gì đây? Đừng có nói là sai bể bơi cho nó nha. Mình nghĩ là thế rồi bạn ơi. Bây giờ là phải sai bể bơi cho tụi này rồi. Trời ơi, cái lũ này phiền phức quá đi mất. Bể bơi phải không? Mình sẽ sai bể bơi ở đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi. Đó. À, chỉ việc đổ nước vào là thôi. Là xong, nó có thể vô đây bơi lội thoải mái. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Đó, thấy không? Quá dễ dàng luôn con này. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, đi ra, đi ra. Trời ơi, đứng đây sao xây được, đây rồi. Đó, hồ bơi này quá dễ dàng cho người chơi luôn. Đây, hồ bơi dễ dàng thôi, mình nghĩ là con dễ dàng nhất nè. 1, 2, 3, 4 và 5, xong rồi. Đây, thì cái bể này khi bơi vào thì sẽ được tăng độ hồi máu, khá là tốt cho những con vật này. Đó, nó không tránh được những bị thương. Rồi, quăng là lại mấy cái rung rắc này cho tụi nó đi. Đó, bơi đi. Đây, ra ngoài thôi. Còn mấy phòng nữa ta? Còn vài phòng nữa thì phải. Đây là phòng của SCP-1003. Và mình sẽ lách trên nó những cái món đồ này, nhạc cụ à. Và nó sẽ vô nó đánh mình bạn ơi. Đừng đánh tao mày ơi. Ôi không, đừng đánh tao. Ui không, 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 không. Ui da, đau, đau. Ok, gắn cái micro này nè. Tao đã cho mày đồ chơi mà sao lại đánh tao. Đây nè, đây là cái guitar điện nè. Ôi đánh mình cái gì. Đây là, nè học đồ chơi là đánh tao nè. Ngoan, ngoan, ngoan. Đây học đồ chơi nè. Đây là cái guitar nè, để đây. Còn đây là cái đàn đàn piano điện tử, để đây. Và cái cuối cùng là cái harp. Cái đây là cái gì bạn? Cái đàn vậy phải không? Đàn đàn tên gì đó không biết. Ok đi ra ngoài nào. Ui sao mày nhặt cũng sẽ đánh tao. Rồi ra ngoài, ra ngoài. Thôi sợ quá. Ok được rồi. Phòng cuối cùng là phòng của SCP 682. Đây là cái thằng này. Ôi trước khi vào á phải đeo mặt nạ vô. Đó, để tránh bị ngộ độc. Tan 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 tan. Rồi xong. Bây giờ là sẽ lấy những cái đống này và cho nó ngụp lặn ở trong đây. Ha ha. Đây, cầm bóng nó không đánh mình nha. Để đây nè. Đó, trôi đi, trôi đi, đỉnh ta. Ui da, đâu đấy, đâu đấy, đâu đấy. Trôi đi, trôi đi, trôi đi thật xa. Trôi đi, à, hay chưa, nó trôi đó bạn. Mình xuống đây mình cũng chết đó. Từ từ, để thật xa rồi chút đi. Rồi, nó không phải trôi nữa đâu. Yeah, trôi đi thật xa. Ok, quăng nè, quăng, quăng, quăng. Cho nó đi, trả lại nó, trả lại nó. Trả lại hết những gì nó đang có. Hey, hey, xong rồi. Hình như là xong hết tất cả phòng thí nghiệm rồi đó. Trời ơi, sao lúc nào mình có làm nhân viên cấp D thế này. Để đây, có lẽ là mình sẽ lên báo lại cho ngài tổng tư lệnh. Hôm nay mình đã làm xong việc rất là nhiều rồi. Và có cách nào để nhăn lại áo giáp của con này không? Khó chịu phết. Ôi, còn đứng đó là bạn nó không chịu xuống dưới luôn kìa, ghê quá. Rồi rồi, lên lại phòng nào. À, đây, ngài tổng tư lệnh đâu rồi? Tôi đã xong việc, ông đâu rồi? Đây, ra ngoài. Kính thưa ngài tổng tư lệnh, tôi đã xong việc rồi. Cậu làm tốt lắm, tí nữa tôi kiểm tra nhá. Được rồi, ngài cứ kiểm tra. Ôi xong nè, thôi tặng ngài không nè. Đó, tặng ngài đó. Xong. Đây, ra ngoài. Mệt mỏi quá đi. Thì ok, mình đã xong việc rồi. Thì nếu mà thấy cái series của mình á, để một like, một share, đồng thời là comment dưới là tập ngoại truyện tiếp theo á là mình nên làm về cái gì nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.